Hello everyone, welcome back to my channel. Today I'm going to prepare Big Fish cooking mango. So now let's enjoy with us. Oh, it is so big. Wow, it is so fresh. Okay, now I start to prepare fish. Oh my god. So big. Okay, everyone, let's check it together. What inside? Wow. Oh. Wow. Oh my god. Wow, nửa nơi hôm nay mơ này bông lăng trăng và phân có trường bông à mơ này ôi đó là coi nè ôi thông khăng à là bà phân thông dừng bát này bông bông lần sát chạy dốc bông chạy nó ôn đến chất vai nó ôn đi ska thấy thủng thôi mà ôn chuyện nó tôi cho ska thấy thủng vô ca mà bật tọ hay liệp po thế cái năng á hay tập thể nhớ sờ la nhớ bạn tay không ban ska thủng thôi là bông chặt ska tất cả liên tất sự bú liên ấy na đấy hay vô hạt nó nhìn tôi nể thua tiếp nè ấm nể lực lê ấy ok bạch cũng làm gì ở đâu con này nè bao giờ sẽ đập bóng còn bóng chất cả lô rồi chuyện bạn rồi tính bố hết ngao chuột chăng anh đào cầu nè ôi mưa sạch bọc tèng nho Thank you.
bài tốm ấy bài tôi ôi khoan được khơi có tầng thật tầng nóng nhằm tầng chung à muốn nên chẳng đặt chất cho thông mà nông mình tên mà garlic oil, lemongrass, garlic, cajolem leaf, salt, chicken powder, fish sauce, sugar, add mango, add fish and fish egg. Add cooking oil, add salt, add mushroom. Oh my god. Sugar, chicken powder, fish sauce, then all. Add basil. Okay, it's finished. Wow. Add chili and basil. Sạch tầng tiang tiang thì mọi sự tập bổn tầy chập ăn nhầm.
Cái đó mũi lăng xuôi. Ôi lăng xuôi mà anh mà. Oh my god. Ui mà sạch. Ôi sạch chờ nền tên đúng không ạ? Nè ồn. Sạch xuôi xuôi chứ nha. Vô phòng trầy tình ồn. Không phải của chân không?